thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày tiếp theo ở phần nghiên cứu về Catholic, La Mã hay Công giáo và Tin lành giáo, thử tìm hiểu người Kitô giáo và vấn nạn cải đạo. Vài nét tổng quát về người Kitô giáo. Nỗ lực cải đạo của Cato Roma giáo và Tin lành ở Việt Nam là một hiện tượng quái gở và đầy nghịch lý. Quái gở và nghịch lý vì Kitô giáo nói chung đang suy thoái trầm trọng ở phương Tây. Cái nôi của Kitô giáo trước đây hàm ý nền thần học mê tín và hoang đường của Kitô giáo đã không còn mấy giá trị trong thế giới của những quốc gia tiến bộ. Nhưng Kitô giáo lại không làm gì để cứu vãn tình hình suy thoái của Kitô giáo ngay trong cái nôi của họ, mà lại hy vọng đầu độc người dân ở những nơi khác bằng những luận điệu thần học đã lỗi thời, đượm nhiều màu sắc mê tín hoang đường của thời bán khai. Không còn gì rõ hơn cả. Hai thông tin điển hình sau về sự suy thoái của Kitô giáo ở Tây Phương. Thứ nhất, trong một hội nghị đặc biệt vào năm 1999, các giám mục Âu Châu tuyên bố rằng các dân tộc trong toàn lục địa Âu Châu đã quyết định sống như là God không hề hiện hữu. Thật là khác lạ trong thế giới Tây Phương, một thế giới mệt nhọc với chính văn hóa của mình, một thế giới mà con người càng ngày càng rõ tỏ ra không cần đến God, mà cũng chẳng cần gì đến Chúa Giêsu nữa. Những giáo hội gọi là truyền thống xem ra như đang chết dần. Theo một phúc trình mới đây của Vatican, thì trong một số nước phát triển, giáo dân đi dự lễ ngày Chủ nhật chỉ còn khoảng 5%. Ngài nói thêm, tuy nhiên không phải chỉ có đạo Cato Roma bị như vậy, mà giáo hội Tin lành cũng bị ảnh hưởng nặng hơn nữa. Trong thời điểm lịch sử này, không thấy có giải pháp nào mau chóng và thần điều, kể cả cứu vãn giúp giáo hội chúng ta cả. Vậy tại sao Kitô giáo lại muốn đầu độc người dân Việt Nam bằng những điều mà Tây Phương đang phế thải? Phải chăng họ nghĩ rằng người dân Việt Nam tất cả đều ngu muội như những kẻ tân tòng Kitô giáo, không có lý do gì để cải đạo con người bằng những luận điệu thần học đã không còn giá trị, mà thực chất chỉ là thủ đoạn lừa bịp để huyễn hoặc những đầu óc yếu kém mê tín, cả tin sợ sệt thần linh vân vân. Ngoại trừ để tạo thần quyền vật chất cũng như tinh thần trên đám người ngu muội, đây chính là mục đích chính của những thế lực cải đạo. Quyền lực và tiền bạc là hai thứ mà Kitô nắm tới ở khắp nơi trên thế giới, bất cứ ở nơi nào mà họ có thể khai thác được sự yếu kém của con người. Để hiểu rõ tại sao những người Kitô giáo lại năng nổ đi cải đạo một cách cuồng tín, làm càng vô lối bất kể thực tế, bất kể lý lẽ, chúng ta cần tìm hiểu người Kitô giáo đã được đưa vào khuôn mẫu của Kitô giáo như thế nào, và đầu óc của họ sẽ như thế nào sau khi lọt vào tròng của Kitô giáo. Trong bài Mối họa cải đạo gần đây mình đã làm rõ, dựa trên những sự kiện xã hội và trên chính cuốn Bible của Kitô giáo Cựu Ước và Tân Ước, tôi đã chứng minh những điều sau đây mà không ai có thể phản bác. Một, cuốn Bible của Kitô giáo là loại sách nội dung phần lớn là tục tiểu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân, và cuốn Bible phải đọc kỹ và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung, và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi, Ủy ban Đạo đức Hồng Kông. 2. Vatican đã công nhận Big Bang là nguồn gốc vũ trụ, Giáo hoàng John Paul đệ nhị. 3. Vatican đã công nhận tiến hóa là nguồn gốc loài người, Giáo hoàng John Paul đệ nhị. 4. Vatican đã thú nhận là không làm gì có thiên đường trên các tầng mây, Giáo hoàng John Paul đệ nhị. 5. Vatican đã thú nhận là không làm gì có hỏa ngục dưới lòng đất, John Paul đệ nhị. 6. Vai trò Chúa cứu thế cũng như cái gọi là cứu rỗi
chỉ là những huyền thoại cần phải dẹp bỏ. Linh mục James Kavanaugh, giám mục John Shelby Fong. 7. Dù tin vào huyền thoại cứu rỗi thì người Việt Nam và những người không phải Do Thái cũng không bao giờ được Chúa cứu rỗi. Tân ước. 8. Cato Roma giáo còn tồn tại vì quần chúng thì ngu muội và các linh mục thì xảo quyệt. Tin lành còn tồn tại tại sao quần chúng thì mê tín và các linh mục thì ngu muội? Robert Ingersoll. 9. Kết luận. Toàn bộ nền thần học Kitô giáo với những quan điểm về Thiên Chúa, thuyết sáng tạo, huyền thoại Adam và Eva, thiên đường và hỏa ngục, vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu v.v. đều là những luận điệu mê hoặc của những tổ chức buôn thần bán thánh Kitô giáo ở Tây Phương. Vấn đề tôi muốn tìm hiểu là tại sao trước những bằng chứng bất khả phủ bác về thực chất Kitô giáo mà một số người Việt Nam vẫn cứ lao đầu vào trong vòng mê muội, trong khi người Tây Phương đã và đang dần dần từ bỏ nó. Đối với người Cato Việt Nam, đây là điều dễ hiểu khi các thừa sai khi xưa như Alexander Rhodes đã xâm nhập Việt Nam để truyền đạo bằng những điều mê tín hoang đường và lừa bịp. Thì lịch sử đã chứng tỏ họ chỉ có thể thành công trong một số cộng đồng nghèo khổ, người dân ít hiểu biết, nhất là hầu hết các là vô học. Thế rồi khi những đầu óc thấp kém đã bị mê muội bởi những điều mà họ không có khả năng hiểu rõ và sống trong những ốc đảo ngu dốt dưới quyền của các bậc chăn chiêm, thì theo sách lược nhồi sọ và bưng bít thông tin của các bề trên, họ cứ cha truyền con nối từ đời này đến đời sau, tiếp tục truyền lại cho con cháu những điều mê tín của chính họ. Vừa sinh ra đã mang con đến nhà thờ rửa tội, không biết rằng tội tổ tông chỉ là một huyền thoại của người Do Thái trong thời bản khai. Và hành động mang con nít đi rửa tội là một tội ác đối với nhân loại, như hai luật sư ở Đức ngày 23 tháng 2 năm 2011 đã lên án giáo hoàng Benedict thứ 16 duy trì và cưỡng bách bí tích quái gở này, mà chúng ta sẽ đọc trong một vài tài liệu phần sau. Sống trong những môi trường như vậy, làm sao họ có thể thoát ra được khỏi những điều đã nhồi nhét vào trong đầu óc họ từ khi còn bú sữa mẹ? Do đó, tuy nhiều người Cato thời nay đã có cơ hội học hành, đỗ đạt bằng cấp nọ kia, trở thành ông nọ bà kia, nhưng ý thức tôn giáo của họ vẫn chỉ là ý thức của những đứa trẻ đã bị nhồi sọ từ thuở nhỏ. Vì vậy, chúng ta vẫn thấy trên diễn đàn, truyền thông hải ngoại những bác sĩ nọ, bác sĩ kia, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, văn sĩ nọ, bác sĩ kia vẫn mê sảng viết lên những điều không còn bất cứ giá trị nào trong thời hiểu biết ở ngoài. Một linh mục đã chẳng từng nói, hãy trao cho tôi một đứa trẻ đến 5-6 tuổi, nó sẽ là con của tôi suốt đời. Đó là một phần trong sách lược đào tạo tín đồ Cato mà chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong một tài liệu của linh mục James Kavanaugh trong một phần sau. Sách lược đào tạo tín đồ tin lành cũng chẳng khác gì sách lược của Cato Roma giáo. Điều khác nhau căn bản là tín đồ Cato được đào tạo để hoàn toàn tuân phục giáo hội mà các bậc chăn chiên trong giáo hội đều ban cho mình cái quyền thay Chúa hay hơn Chúa. Còn tin lành đào tạo tín đồ để hoàn toàn tuân phục vào cuốn Bible của Kitô giáo, hay nói cho đúng hơn là tuân phục những điều vặt vãnh trong cuốn Bible mà các mục sư trích ra để mê hoặc họ vào muốn họ tin. Thực tế là tuyệt đại đa số các tín đồ Cato cũng như tín đồ tin lành đều không đọc cuốn Bible. Họ chỉ nhắc lại những gì mà bề trên dạy cho họ. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu những mẫu người Kitô. Họ được dạy để tin gì và phải có trách nhiệm gì khi họ theo Kitô giáo? Một điều rất rõ ràng là chủ đích của những nhà truyền đạo không phải là để thăng tiến trí tuệ tâm linh của tín đồ, mà để lợi dụng đám tín đồ đã bị mê hoặc để tạo nên những quyền lợi vật chất và quyền năng tâm linh trên những tín đồ đầu óc thấp kém này. Người Kitô giáo mà tôi muốn nói đến là người Cato Roma giáo, Công giáo và người tin lành. Tìm hiểu để họ về họ là một điều vấn đề cần thiết, vì mẫu người Kitô mà chúng ta thường được nghe họ tự nhận là nghe vậy mà không phải vậy.
Vấn đề là chính những người Kitô lại không hiểu mình là những người như thế nào như những bề trên của họ, nghĩa là các linh mục và các mục sư lại hiểu tín đồ của họ hơn ai hết. Chính vì họ là những người đào tạo tín đồ của họ thành những người Kitô hay tin lành. Tuy nhiên, những linh mục hay mục sư này rất hiếm khi cho tín đồ của mình biết là họ được đào tạo như thế nào và để làm gì. Trong các giáo hội Kitô, sự thật như đúng là sự thật và các bề trên đều biết. Thì điều nằm trong cái gọi là cấm tín đồ không ai được biết. Ngụy tạo sự thật, che giấu sự thật. Đây chính là sách lược chung của Kitô giáo từ thuở xưa đến nay. Bởi vậy mới có câu nói người Kitô không sợ tội lỗi hay tội ác mà chỉ sợ sự thật. Và tuyệt thông, chúa phạt, đày đọa, hỏa ngục luôn luôn treo trên đầu tín đồ, cho nên các tín đồ không bao giờ dám đi ra ngoài những điều bề trên dạy để tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, ở đời bao giờ cũng có biệt lệ, không thể các bậc khoa bảng đã bất công nghiên cứu về Kitô. Một số bậc lãnh đạo Kitô có lương tâm trí thức cũng đã hé mở cho chúng ta biết thế nào là một người Kitô giáo, Kitô cũng như tin lành. Nhưng trước khi đi vào chi tiết thế nào là một người Kitô hay tin lành qua những nhận định của các bề trên của chính họ, chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về người Kitô giáo để xem họ đã được bề trên nói những gì và khuyến dụ trở thành một người Kitô giáo. Những điều này phần lớn được cấy vào đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ, hoặc vào những người đã trưởng thành như đầu óc chưa trưởng thành hoặc trình độ hiểu biết thấp kém, nên rất dễ rơi vào dòng mê hoặc của Kitô giáo. Sự truyền bá phúc âm hay loan báo tin mừng ngày nay nhằm mục đích để thuyết phục con người trở thành một người Kitô giáo, nghĩa là đưa con người vào một đức tin. Mà theo định nghĩa trong từ điển thì faith hay đức tin là sự chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thật. Hoặc đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra. Và theo nhận định của một học giả Kitô Roma giáo Joseph Daladin thì đức tin là con đường đi tới mê tín, trở thành một người Kitô giáo. Con người phải tin rằng sẽ được nhiều phúc lành và phải gánh một số trách nhiệm, như phúc lành này chỉ dành cho những ai vâng lời bề trên, tin rằng trong phúc âm có thực sự có tin lành của đấng Kitô. Những người tin rằng Chúa ở trong tôi. Sau đây bài nát tổng quát về người Kitô, hy vọng những gì và có những trách nhiệm gì khi chính thức trở thành một người Kitô. Một, họ sẽ chuộc tội bằng những giọt máu quý báu của Chúa Kitô, một huyền thoại của người Do Thái trong thời bán khai mà nay không còn mấy ai tin nữa. Kể cả các bậc lãnh đạo trong Kitô giáo, nhưng vì để duy trì quyền lực vật chất và tâm linh trên đám tín đồ, nên hầu hết các bậc lãnh đạo Kitô giáo từ giáo hoàng rơi xuống cho đến các linh mục, mục sư vẫn mang những luận điệu thần học đã lỗi thời để mê hoặc đầu óc tín đồ. Các học giả đã kết luận là Giê-xu chẳng là gì ngoài một dân thường Do Thái sống với một ảo tưởng mình là con của God. Những Kitô giáo đã đôn ông ta lên làm chúa và đưa ra luận điệu thần học làm ông ta tình nguyện leo lên cây thập giá để cho người ta đóng đinh chết tốt, và như vậy được gọi là để chuộc cái tội không hề có của nhân loại. Họ sẽ được ở trong một tổ chức gọi là hội thánh, nghĩa là hội của những người đạo đức vì tin vào sự thưởng phạt của God, nên họ không thể làm bậy vì sợ bị God trừng phạt, và họ sẽ có cơ hội để được God tha tội cho họ chức thánh. Nhưng lịch sử lại chứng tỏ rằng qua những cuộc thánh chiến, những tòa án xử dị giáo, những cuộc săn lùng, tra tấn và thiêu sống phù thủy, những cuộc diệt chủng mới của người dân da đỏ ở Bắc Mỹ và Âu Châu, và đạo đức của số giáo hoàng, linh mục, mục sư v.v., những người ở trong hội thánh lại là những người vô đạo đức nhất đã gây những tác hại khủng khiếp cho nhân loại mà không tôn giáo nào khai. Khác lại có một lịch sử tàn bạo và vô đạo đức như Kitô giáo. Họ sẽ được hòa giải với God, một đấng vô hình, không ai biết được, không ai hiểu được.
hòa giải với God có nghĩa là được God tha thứ cho những tội lỗi. Những vấn đề là tội của thánh chính God, nhưng God lại đổ lên đầu con người và muốn con người phải hòa giải với God. Hòa giải bằng cách nào? Có mỗi một đứa con, lại bắt nó phải chịu đau đớn chết thảm trên cây thập giá, và gọi cái chết đầy máu me như vậy là để làm trung gian hòa giải với God. God toàn năng, toàn trí, nhưng lại không biết rằng tuyệt đại đa số con người trên trái đất đâu có cần hòa giải với God của Do Thái để làm gì. Chúng ta hãy đọc một đoạn khá lý thú của Leon Graham trong cuốn Những sự lừa dối và huyền thoại trong cuốn Bible, trang 425. Sau khi đã tạo ra con người mang rợ và ngu đần trần truồng và mù như Adam và Eva, làm sao mà God có thể giáng tội lên đầu hắn? Con người hãy tha thứ cho God vì hắn không biết mình đã làm gì. Vậy vấn đề không phải là God tha thứ cho những tội lỗi của con người, mà con người có tha thứ như những sự độc ác của God hay không? Họ sẽ được hưởng sự ân huệ của God nếu họ muốn đến với God qua trung gian Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là mọi khó khăn lo lắng của con người có thể cầu nguyện với God, tin chắc rằng God sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Cầu thẳng với God không hữu hiệu bằng cầu với Giêsu. Cầu với Giêsu không hữu hiệu thì cầu với mẹ Giêsu là đấng đồng công cứu chuộc. Cầu với búa kìm và xà beng như ở tòa khâm sứ thì càng hữu hiệu hơn. Nhưng nếu cái bọn vô thần đó không chấp thuận thì cũng đành chịu thôi. Vì thế, vì thực tế là hai mẹ con Chúa vẫn sợ cộng sản. Thật vậy, khi xưa sau khi hiệp định Geneva, hai mẹ con Chúa ở ngoài Bắc sợ cuốn lên, phải nhờ Landaret cho chạy trước vào Nam, chạy trước cả những giám mục, linh mục và con chiên. Ngày nay cả nước là cộng sản, nên không biết hai mẹ con Chúa đã dắt díu nhau đi đâu, Bến Hải hay Cà Mau thì không được vì vẫn có dưới quyền cộng sản, và đây là thực tế. Nhưng Chúa ở khắp nơi, nên cứ kiên trì cầu nguyện thì biết đâu Chúa sẽ đáp ứng. Vì vậy ông tổng giám mục Ngô Quang Kiệt huy động con chiên già trẻ lớn bé, bà già con nít đến tòa khâm sứ thắp nến cầu nguyện với búa kìm và xà beng để đòi lại mảnh đất khi xưa nhờ thế lực thực dân Pháp ăn cướp được của Phật giáo. Cầu nguyện sắp sửa được Chúa đáp ứng thì cái ông mũi lõ mắt xanh hồng y Patton ngồi tích tại Vatican lại xía vào chuyện cầu nguyện ngăn không cho Chúa can thiệp lấy quyền tông tòa, bắt phải dẹp đi cái màn cầu nguyện với búa kìm và xà beng đi. Vậy mà ông tổng giám mục và đám con chiên cứ phải cúi đầu tuân phục, thể hiện tinh thần dân tộc cao độ của người Công giáo như họ thường nói. Họ sẽ hy vọng được cuộc sống đời đời sau khi chết, thành Phao-lô phán: chúng ta được cứu trong hy vọng này. Niềm hy vọng này là động cơ để cho người Kitô kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn của cuộc đời mà họ cho là ý Chúa để thử thách lòng tin của họ. Thánh Phao-lô cũng nói niềm hy vọng được sống cuộc sống đời đời cùng Chúa là niềm an ủi trong thâm tâm của những người Kitô. Trong những lúc đau buồn nhất, chỉ có điều rất rõ ràng trong Tân Ước là Chúa Giêsu không bao giờ cho những người không phải là dân Do Thái được sống đời đời với ông ta trên thiên đường. Đến đây là đại khái những niềm tin chính của Kitô giáo. Nhưng đó không phải là tất cả. Vì trở thành một người Kitô, họ phải có một số trách nhiệm. Là người Kitô giáo, họ phải đặt tất cả cuộc đời của mình trong tay Chúa, hết lòng, hết sức, hết linh hồn yêu thương Chúa. Nếu có bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo hay tai nạn què quặt thì tất cả đều là ý Chúa mà có đó. Đầu óc của con người không thể nào hiểu nổi, chỉ có các linh mục hay mục sư mới hiểu ý Chúa và muốn tín đồ phải làm theo ý họ và bảo rằng đó là ý Chúa. Nhưng Phao-lô đã nói rõ ở trên cái bánh vẽ trên trời,
từ của mục sư Arsene Pringard về cuộc sống đời đời là niềm an ủi của các con chiên. Là người Kitô giáo, họ phải theo một lối sống khác với mọi người trên thế giới. Họ phải sống thánh thiện, không được ngay cả nghĩ bậy. Nếu không thì sẽ không được lên thiên đường cùng Chúa. Nhưng họ có thể giết người để vinh danh Chúa. Họ có thể làm bất cứ điều gì miễn là để vinh danh Thiên Chúa trên trời. Là người Kitô giáo, họ phải sống theo lối sống gương mẫu của Chúa Giêsu. Nhiều chỗ trong Tân Ước nói về điều này. Vài ví dụ Chúa dạy phải khiêm tốn. Không được nói ta là con đường, ta là sự sống, ta là con gót, con vân. Chúa dạy phải yêu kẻ thù. Không được nói hãy mang những kẻ thù của ta ra mà giết trước mặt ta. Chúa dạy phải cầu nguyện trong phòng kín. Không được cầu nguyện với búa, kìm và xà beng nơi công cộng. Là người Kitô giáo, họ được bề trên dạy phải có trách nhiệm làm gì mọi việc để cho Chúa vui lòng và làm vinh danh Chúa. Họ phải xuyên tạc mạ lị các tôn giáo khác để vinh danh Chúa của họ. Vì là dân Chúa nên họ không được quyền làm dân của ai khác. Nếu sống trên đất nước nào, họ phải phản bội nước đó để hết tâm hồn vào việc phục vụ Chúa. Thà mất nước chứ chẳng bắt Chúa. Họ phải tạo ảnh hưởng trên mọi người khác như muối trên trái đất hay ánh sáng của nhân loại. Điều này có nghĩa là họ phải bỏ tiền ra nếu có để mua thêm linh hồn cho Chúa. Họ phải hành xử như những con chó sói đói mồi. Từ cụ giáo hoàng John Paul đệ nhị mô tả các nhà truyền giáo Tin Lành đến cướp đi tín đồ của ông ta. Rình rập xem có ai bệnh tật hay sắp chết ở tôn giáo khác thì lén lút đến rửa tội và ban tên thánh. Thí dụ như David, một tên tướng cướp hoang dâm vô độ, vân vân. Hay thánh Maria, một cô bé Do Thái có chồng nhưng lại mang thai với hồn ma cho người đó. Chuyện này xảy ra ở Cali trước đây và gần đây ở Việt Nam trong trường hợp rõ ràng là ngụy tạo. Về bà Lương Thị Phụng được đặt tên thánh Maria, chúng ta hãy đọc sự hoan hỷ của Hội Thánh Công Giáo khi cưỡng hiến chiếm thêm một linh hồn cho Chúa. Hình ảnh của bà Maria Lương Thị Phụng thật dễ thương. Bà được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt trong bệnh viện. Trong tư cách là nữ tu, trụ trì chùa, không biết pháp danh là gì, Thiên Chúa gặp con người trong mọi nẻo đường đời. Sao không dám gặp Trần Trung Ngọc, Lê Ngọc Hiệp hay Hiệp Bá Đạo? Có thể là một trẻ sơ sinh hay là một người lớn. Và là cũng có thể là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa nữa. Và cũng có thể là tuyệt đại đa số những sinh vật mang thân người như lại có đầu óc của con người nữa, con cừu nữa. Thiên Chúa luôn có cách của Ngài. Thế là từ ngày 13 tháng 12 năm 2010, Hội Thánh Công Giáo có thêm một Kitô hữu tên là Maria. Và ngày 7 tháng 10 tháng 2 năm 2011, nước trời lại có thêm một công dân mang tên Maria Lương Thị Phụng nữa. Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài thêu dệt trong cõi nhân sinh này. Người viết đoạn trên không thấy là mình có đại ngu trí ngu hay sao? Không những thế, mấy cái trang nhà Cato cũng hồ hởi đăng bộ tin này, không biết rằng họ đã làm nhục Chúa của họ. Chúa của họ được các bề trên bảo là toàn năng, vậy cần tới mấy bà sơ và mấy linh mục ngu dốt kiếm thêm cho một linh hồn hay sao? Hơn nữa, trên thế giới hiện nay có hơn 6 tỷ người, trong đó có đến 5 tỷ người không biết đến Chúa cũng như là người Cato giáo biết đến Chúa của họ. Lâu lâu mới bịa ra được một chuyện dụ người vào đạo để vinh danh Chúa và Hội Thánh Công Giáo. Có thêm một Kitô hữu và nước trời, có thêm một công dân. Vậy phải bịa thêm bao nhiêu lần nữa để kéo 5 tỷ người trên, trong đó có gần 80 triệu người Việt Nam vào làm Kitô hữu trong Hội Thánh Công Giáo? Người Cato không đủ khả năng để biết rằng mục đích của Chúa sáng tạo ra con người là để phải tin và thờ Chúa. Thờ Chúa, nhưng chừng nào mà chỉ có còn một con người trên thế gian không biết đến Chúa, huống chi là đến 5 tỷ người, thì Chúa đã thất bại trong mục đích sáng tạo của mình rồi.
Nhưng vấn đề chính là vì không đọc Tân Ước nên họ không biết rằng làm những việc như trên là những việc gian ác, đừng có hòng Chúa đoái thương đến. Tân Ước viết rất rõ, Chúa đã phán Matthew 7, 2.21 đến trang 23: không phải người nào gọi ta là Chúa cũng được vào nước trời, trong ngày phán xét sẽ có nhiều người kêu Ngài. Thưa Chúa, chúng tôi đã giới thiệu Chúa cho nhiều người, đã dùng danh Chúa để đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ, như một linh mục mít ở Úc làm cho tượng bà Maria chảy độc. Nhưng ta sẽ đáp, ta sẽ không hề biết các ngươi, ngươi hãy cút đi cho khuất mắt ta, vì các ngươi chỉ làm việc gian ác. Mấy bà sơ và ông cha lợi dụng cơn ngặt nghèo của người khác đến cưỡng bách nhét Chúa vào trong họ. Theo những câu chuyện được dựng lên để vinh danh Chúa, có thấy mình làm những việc gian ác không? Chỉ giới thiệu Chúa với người khác mà Chúa đã cho là gian ác rồi, huống chi là cưỡng bách nhét Chúa vào người ta. Đây không phải là chuyện tự do tôn giáo hay cải đạo, mà là cưỡng đoạt, mà là cưỡng đạo của bọn cường đạo, một hành động hết sức ngu muội và lỗi thời trong thời đại ngày nay. Tin vào điều mê tín là phải có bổn phận đi kiếm thêm linh hồn cho Chúa, thật đáng tội nghiệp cho những kẻ ngu muội không biết mình là làm gì và làm việc gì. Chẳng trách là Ingerson đã bảo là người Cato thì ngu muội và các linh mục thì xảo quyệt, cho nên mới có thể kéo vào đầu con chiên những ý tưởng đi kiếm linh hồn cho Chúa một cách mê sảng, ngu muội và hạ cấp như vậy. Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ không biết mình đã làm gì. Thực ra thì Cato Roma giáo cũng như Tin Lành dạy những tín đồ đi truyền đạo khắp nơi để cải đạo người khác chỉ là thủ đoạn bành trướng đạo để vơ quét tiền bạc, chứ không có căn bản trong Tân Ước. Kitô giáo ngụy tạo ra một câu đặt vào miệng Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thập giá và chết tốt rồi, nhưng lại vì sống lại dạy tín đồ phải đi loan báo tin mừng khắp nơi. Tín đồ tin vào lời dạy lếu láo này nên năng nổ đi cải đạo, tưởng làm như vậy để làm hài lòng Chúa, được Chúa cho lên thiên đường. Nhưng họ không biết rằng kế hoạch vơ vét tiền bạc của các nhà truyền giáo là lời dạy tiếp theo. Việc Chúa và nhiệm vụ truyền giáo rất tốn kém, cho nên cần sự đóng góp rộng rãi của tín đồ để thực hiện việc Chúa, vinh danh Chúa. Họ cũng khuyến dụ tín đồ là hãy sống thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Và việc này cần đến sự đóng góp của tín đồ. Chúng ta thường thấy lời kêu gọi đóng góp thuộc loại này trong nhà thờ, trên TV. Hơn nữa, cuối buổi lễ bao giờ cũng có giỏ thu tiền, đi hết hàng ghế này đến hàng ghế nọ. Và tín đồ cảm thấy ngượng ngùng với người xung quanh, nên nai lưng ra đóng góp. Những mục sư thì rất ngu muội về giáo lý Kitô nhưng rất giỏi về thủ đoạn kiếm tiền. Tín đồ đóng góp nhà thờ thu vào bao nhiêu chi phí cho những việc giúp đỡ người thiếu thốn vân vân bao nhiêu thì tín đồ không bao giờ được quyền biết. Bởi vậy ở Mỹ, các mục sư nổi tiếng giảng đạo hấp dẫn quần chúng mê say, đóng góp nhiều đều trở thành các triệu phú sống xa hoa đồi bại, như mục sư Jeremy Swaggart luôn luôn rao giảng nhấn mạnh tín đồ phải hoàn toàn đầu phục Giêsu như là con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và Satan. Nhưng trong đời tư thì dùng tiền của tín đồ sống xa hoa với hết gái điếm này đến gái điếm nọ, như ở New York, Auckland hay California, hoặc như mục sư Jim Parker với 5 năm tù vì nhiều tội, trong đó có tội lừa tiền của trên 152.000 người đóng góp. Vì được nhiều hứa hẹn về quyền lợi mà không được thực hiện, những chuyện như vậy không thiếu gì trên khắp nước Mỹ. Nhưng Tin Lành đi đến đâu cũng quảng cáo bộ mặt đạo đức của Tin Lành. Trên đây là một số trách nhiệm chính của người Kitô giáo sau khi chúng ta đã biết là người Kitô tin và hy vọng ở những gì, cũng như trách nhiệm của họ để hầu việc Chúa là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề thế nào là một người Kitô. Người Cato. Trước khi tìm hiểu về người Cato, chúng ta hãy đọc một mẫu tin về người chủ dân Cato, giáo hoàng Benedict.
thứ 16 trên irishtimes.com ngày 23 tháng 2 năm 2011. Hai luật sư người Đức đã đưa đơn lên tòa án tội phạm quốc tế lên án giáo hoàng Benedict thứ 16 về tội ác chống nhân loại. Trong tiểu bang Bravia, nơi sinh của giáo hoàng, đã đệ trình một hồ sơ dài 16.500 chữ do Đức Luis Moreno Ocampo, công tố viên của tòa án tội phạm quốc tế ở Le Havre. Hai luật sư lên án ba tội ác trên khắp thế giới mà cho tới nay chưa từng bị tố cáo. Sự tôn kính quyền lực của giới chân chiên đã che mờ ý niệm về thiện ác. Họ cho rằng giáo hoàng phải chịu trách nhiệm về vì đã duy trì sự chỉ đạo của một chế độ toàn trị có tính cách ép buộc nô dịch hóa những con chiên trên khắp thế giới với những sự đe dọa về những biện pháp nguy hại đến sức khỏe rất đáng sợ. Hai luật sư cũng lên án giáo hoàng phải chịu trách nhiệm về việc tín đồ tuân theo lệnh cấm không được dùng bao cao su, ngay cả khi mà sự nguy hiểm của bệnh AIDS-HIV đang hiện hữu. Và sự thiết lập và duy trì trên khắp thế giới một hệ thống bao che và giành quyền xử lý nội bộ những tội ác tình dục của các linh mục Cato. Điều này giúp cho các linh mục phạm thêm tội ác. Hai luật sư lên án giáo hội Cato thu nhặt tín đồ qua một hành động bắt buộc, nghĩa là qua bí tích chữa tội các trẻ nít chưa có đủ ý chí để quyết định cho chính mình. Bí tích chữa tội này không thể bị hủy bỏ và được củng cố bằng những đe dọa về tuyệt vọng, tuyệt thông và ngọn lửa dưới hỏa ngục. Đó là sự phá hại nghiêm trọng quyền tự do và phát triển của cá nhân và tính đến tình cảm và ý thức tâm lý, tâm linh chính trực của con người. Giáo hoàng phải chịu trách nhiệm là đã duy trì và cưỡng bách hành động vi phạm nhân quyền này. Và nhân danh là người đứng đầu Thánh Bộ Truyền Giáo, ông ta phải chịu trách nhiệm cùng với giáo hoàng John Paul đệ nhị. Yossi cũng đã viết trong cuốn Những Người Bảo Vệ God, họ tin những gì và tại sao họ sai lầm. Quan điểm của tôi là chính sách nhồi sọ trẻ thơ này là một trong những tội ác lớn nhất đối với nhân loại, và nó đã được áp dụng qua nhiều thiên niên kỷ và ngày nay vẫn còn tiếp tục được áp dụng. Người Cato đã được đào tạo như thế nào? Như Trinh đã nói, không ai biết rõ họ bằng những việc chăn chiên. Những người đã góp phần đào tạo họ, vậy chúng ta hãy đọc linh mục James Cavanaugh trong cuốn Một Linh Mục Hiện Đại Nhìn Vào Cái Giáo Hội Đã Lỗi Thời Của Mình. Linh mục James Cavanaugh đã viết nguyên một chương 3 về đề tài thế nào là con người Cato. James Cavanaugh là bậc chăn chiên đã hành nghề linh mục lâu năm. Nhưng trước khi nói đến con người Cato, chúng ta hãy đọc một đoạn trước đó của linh mục Cavanaugh về cuộc viếng thăm hang đá Lộ Đức của linh mục khiến cho ông ta trăn trở suy nghĩ về con người Cato. Như tôi đã tới Lộ Đức ở miền nam nước Pháp. Tôi đứng trong cái quảng trường rộng lớn ở trước thánh đường và quan sát những tín đồ Cato ở khắp nơi trên thế giới đang chờ đợi một ân sủng đặc biệt của cái đền thờ thiêng liêng này. Tôi bị các phụ nữ người Ý đầu đội khăn xô đẩy, những người Đông Âu to tiếng thì thầm những lời cầu nguyện làm tôi sao lãng. Tôi thấy những người bệnh hoạn nằm trên cáng, những nhà doanh thương Mỹ với những chiếc sơ mi trắng. Tôi thấy những linh mục trong những bộ áo thầy tu của thế giới, những người phía châu hồ hởi trong các bộ quần áo sặc sỡ. Nhưng phần lớn là tôi thấy những bộ mặt nhăn nheo nói trên một cánh thành thực sự đau đớn của họ. Họ đã tới để xin một ân huệ giống như những đám người Hồi giáo tại nơi thành hương và để hưởng một sự tiếp xúc đặc biệt với Thiên Chúa của họ. Họ uống nước ở đó nổi tiếng về những tác dụng lạ lùng. Họ mua nước đựng trong những chai latix để mang về nhà. Họ mua từng rổ tràn hạt và đề mề đây, và nhờ những bàn tay mập mạp nhễ nhại mồ hôi của các linh mục ban phúc lành,
cho những thứ này. Họ đông như châu chấu, họ cúi xuống ngấu nghiến từng cọng ăn sủng đặc biệt. Họ hôn lên chân các ngôi tượng và rên rỉ trong những đền thờ móc mết. Họ thú tội bằng đủ mọi thứ tiếng và nhai nhóp nhép khoác mát của miền núi. Rồi, giống như một đàn cừu vĩ đại đã no nê hài lòng, họ về nhà đi ngủ và tôi cũng về nhà đi ngủ. Cũng khó chịu và rối rắm bởi sự mê tín như là tôi đã chứng kiến vào một ngày mùa thu, khi mùa thu đó khi đội banh Spartan thắng đội banh Roma. Đội Roma theo lời kể của linh mục James Cavanao trước khi ra quân quỳ trước nhà thờ yêu cầu được linh mục Cavanao ban phép lành và cho ăn bánh thánh, hiệp thông với Chúa để Chúa giúp cho thắng trận đấu, nhưng rốt cuộc bị bi thảm bại. Tôi không khó chịu và rối rắm mà tôi cảm thấy thật xấu hổ. Đó là giáo hội của tôi và họ là những tín đồ mà tôi góp phần đào tạo. Những con số thống kê mà tôi cộng vào thì chúng tôi đếm số người theo đạo. Đầu óc tôi đầy những tư tưởng làm tôi ngủ không được. Tôi nghĩ đến những con người Cato sờ sệt lo lắng cầu nguyện trong mọi giáo xứ mà tôi đã phục vụ. Tôi nghĩ đến con người là tín đồ Cato và một lần nữa tôi lại nghĩ đến họ. Và sau đây là một đoạn điển hình về con người Cato. Nếu có thì giờ xin quý độc giả hãy tìm đọc chương Aman Vu Who is a Catholic? Catholic từ trang 30 đến trang 40 trong cuốn sách nêu trên. Có nhiều đoạn để giúp chúng ta hiểu rõ về con người Cato và sách lược nhồi sọ của giáo hội. Linh mục Cavanao nghĩ rằng nghĩ về con người Cato như thế nào, chúng ta hãy đọc người Cato giáo nhìn thế giới qua một hệ thống ngăn cấm họ là chính họ. Hắn có thể đi ngoài đường phố và coi mọi khuôn mặt, mọi trường hợp như là rơi vào đúng loại của nó. Hắn chưa từng bao giờ thực sự biết đến sự thích thú của tìm tòi, sự kỳ lạ của khám phá, sự lý thú của sự tự do trong những quyết định cá nhân. Thế giới là một kẻ lạ đối với hắn, vì hắn xét đoán những công dân của thế giới trước khi biết họ hay hiểu họ. Hắn được dạy phải đọc những gì, suy tư làm sao và coi ai là bạn. Tôi quan sát người Cato giáo đến xem lễ và thương hại cho cách đào tạo đã vặt vẹo đầu óc của hắn và làm méo mó ý thức về tôn giáo của hắn. Hắn tới vì hắn được các bậc lãnh đạo tôn giáo bảo tới, những người cũng ngoan ngoãn và vô danh như hắn. Hắn đọc những lời kinh cầu nguyện gói ghém trong những câu giả tạo và làm những cử chỉ quỳ gói làm dấu thánh giá Trần Trung Ngọc, hoàn toàn xa lạ với lối sống hiện đại của hắn. Hắn sống trong thời đại của máy bay phản lực và bom nguyên tử và cầu nguyện trong thế giới ma thuật của thời Trung Cổ. Hắn cảm thấy buồn chán trong sự hiện diện của Thiên Chúa của hắn trong nhà thờ Trần Trung Ngọc. Tuy nhiên, hắn vẫn tới vì hắn đã được dạy từ khi còn nhỏ là hỏa ngục là nơi đầy những kẻ không đi xem lễ. Hắn quá sợ hãi để thú nhận rằng hắn thật là buồn chán trong hoạt động thường ngày. Mắt của hắn hòa điệu với sự hữu hiệu của tiến bộ. Hắn tìm những cách có hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, đường lối mới để đến với đại chúng, dịch vụ mới để hấp dẫn đồng bào. Hắn có những quan điểm về hòa bình của thế giới, về cải tiến ngân sách, những suy tư về ngăn ngừa phạm pháp, về sự lành mạnh tâm thần và về vấn đề giao thông trong những vùng có thị trấn lớn. Nhưng về tôn giáo, hắn là một người máy, chỉ biết đọc lại những câu trả lời mà người ta phải dạy hắn. Hắn chấp nhận mọi quyết định của giới linh mục mà không phản đối. Có vẻ phân vân khi nghe đến một sự xào xáo hâm hại những chân lý mà hắn đã đọc trong những trường tạo và ủng hộ cái giáo hội đã tước đoạt đi đầu óc của hắn. Người Cato, nam hay nữ, đã mất đi sự tiếp cận với đời sống. Hắn sợ phải học những sách mà người khác đọc, sợ coi những phim truyện phản ánh đời sống hiện đại. Giáo hội giống như là những bậc cha mẹ sợ hãi và giận dữ vơ vào phần mình mọi công trạng trong việc giúp đỡ mà giáo hội có thể cống hiến cho con người. Kết quả là những người Cato bị đối xử như những đứa trẻ và những tiếp xúc và chúng tiếp xúc
tiếp tục cư xử như những đứa trẻ. Người Cato chống thuyết tiến hóa và hắn đã sai lầm. Hắn tiếp tục ủng hộ chế độ quân chủ sau khi chế độ dân chủ đã khiến cho con người được tự do. Hắn đẩy mạnh thành kiến chủng tộc cho đến khi những người ngoại giáo chứng tỏ là hắn đã lầm. Hắn chống lấy những người ngoại giáo và tiếp tục chống cho đến ngày nay, tuy rằng hắn đang được hưởng những sự tự do mà chế độ đa tôn giáo đã thắng. Hắn đòi hỏi phải được tự do ý thức, nhưng hắn lại muốn những người tin lành phải nuôi con cái trong đức tin của hắn. Hắn không có quyền hành động theo lương tâm của chính mình, hay có quyền chọn lựa những nguyên lý sống có thể giúp hắn. Hắn là một tín đồ Cato, một đứa trẻ đòi người khác chọn lựa thay cho hắn. Do đó người Cato không thể biết ý nghĩa thực sự đối thoại, chỉ biết đưa ra những luận cứ để chống đỡ cái lập trường mà hắn đã thừa hưởng từ khi còn nhỏ. Người Cato là một dịch vụ trả lời có tổ chức, mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn là bảo vệ giáo hội của hắn. Linh mục James Kavanaugh còn viết rất nhiều về thế nào là một người Cato, nhưng tôi cho vài trích dẫn điển hình như trên cũng có thể gọi là tạm đủ. Chúng ta cần phải hiểu linh mục Kavanaugh không có ý định vơ đũa cả nắm. Ông ta chỉ mô tả những đặc tính của đại đa số tín đồ Cato ngu muội, chứ không phải mọi tín đồ Cato. Nhưng thế nào là ngu muội? Sự ngu muội thể hiện qua những điều họ còn tin vào qua sự hiểu biết về chính tôn giáo của họ. Cho nên ngu muội ở đây không hẳn chỉ có nghĩa là ít học hay vô học, mà còn có nghĩa là không dứt bỏ được những tín lý đã không còn giá trị, không biết đến những diễn biến ngay trong chính nội bộ giáo hội, và không theo sự thông thơ theo kịp sự tiến bộ trí thức của nhân loại về vấn đề tôn giáo. Mục sư Annie Ringgat gọi những người ngu muội này là những người có một đầu óc cũ kỹ đã lỗi thời, nghĩa là đầu óc có một khuyết tật về tôn giáo của chính họ. Nếu chúng ta đọc những bài viết về Cato Roma giáo chúng của ngay cả một số trí thức Cato Việt Nam như bác sĩ, giáo sư, luật sư, tiến sĩ, văn sĩ, v.v., chúng ta thấy rõ là những điều linh mục James Kavanaugh viết về con người Cato không sai một mảy may. Họ không hề biết thế nào là đối thoại, trình độ hiểu biết của họ về chính tôn giáo của họ vẫn thuộc thế kỷ 17. Và những kiến thức tổng quát ngoài đời về khoa học, triết lý v.v. rất hạn hẹp, cho nên không cho phép họ có thể đối thoại một cách nghiêm chỉnh. Vì đã quen dựa vào cặp nạn Thiên Chúa, cho nên sự mất đi chỗ dựa, họ luôn luôn xuyên tạc lịch sử để bảo vệ giáo hội của họ. Họ luôn luôn đưa ra những điều lạc lõng đã quá lỗi thời trong cuốn Bible, làm như chúng là chân lý mà là những khuôn vàng thước ngọc mà mọi người đều phải tin theo. Và để đánh lạc hướng dư luận, họ thường xoay qua chuyện ngoài lề, chống cộng, hoặc dùng những danh từ hạ cấp để hạ cấp, bôi nhọ cá nhân, tưởng rằng cứ chửi cho họ nhiều thì người ta sẽ tin, để bào chữa cho những chuyện xấu xa tràn ngập trong giáo hội. Họ thường đưa ra những luận điệu rất yếu ớt, ngớ ngẩn, thí dụ như là giáo hoàng cũng là người, linh mục cũng là người, vân vân. Nhưng quên rằng đối với họ thì giáo hoàng là Đức Thánh Cha, đại diện của Chúa trên trần, có quyền giáng lên đầu họ cái vạ tuyệt thông hoang đường, không cho họ hiệp thông với Chúa, vân vân. Và các linh mục đều là Cha hay Chúa thứ hai, còn hơn cả Chúa thứ nhất, vì Cha tha tội cho con chứ không phải là Chúa tha tội cho con. Chẳng vậy mà đối với giáo hoàng Benedict thứ 16, trong khi cả thế giới lên án là kẻ vô đạo đức, người ta còn đề nghị bắt ông ta bỏ tù vì tội bao che các linh mục loạn dâm. Người ta cũng chê trách ông ta nói bậy về bao cao su làm tăng bệnh ác, đến độ Richard Dawkins chính thức lên tiếng bảo là ông ta hoặc dốt hoặc ngu xuẩn. Thế mà vào mấy trang nhà Cato Việt Nam, chúng ta thấy các trí thức Cato đầu tôn cứ một chuyện một điều đánh Đức Thánh Cha, dạy thế này dạy thế nọ, ban tông huấn này ban tông huấn nọ. Điều này cho thấy chẳng phải là ngu muội mà còn dưới cả sự ngu muội nữa, thật là tội nghiệp cho họ.
biết bao giờ họ mới cắt bỏ được cái vòng kim cô do cha truyền con nói đã siết chặt trên đầu họ. Tiếp theo, người tin lành. Sau đây chúng ta hãy đi vào phần tìm hiểu làm sao mà tin lành có thể có được lớp tín đồ có những đức tin tin lành thuộc loại hết sức mù quáng ngu muội để có thể tạo thành cấu trúc truyền lực trong tin lành. Chúng ta cần phải nói về sách lược cải đạo của tin lành để hiểu bản chất của người tin lành. Trong cuốn Đạo Tin Lành và Sự Đàn Áp, mục sư tin lành Ruben Auwet, giáo sư đại học ở Campinas, Brazil, đã phân tích rất sâu sắc về mọi khía cạnh của Đạo Tin Lành, đặc biệt là về tâm thức của những người tân tòng trong chương 2, cải đạo cái khuôn xúc động tình cảm của tin lành dài 22 trang giấy, từ 22 đến 46. Đây là một cuốn sách dày 215 trang, rất hữu ích cho những người nào muốn tìm hiểu về đạo tin lành. Từ cấu trúc tình cảm nhận thức thực tại cho đến phương pháp tẩy não nhồi sọ những giáo điều mà tin lành chấp chặt, bất kể đến những bằng chứng về logic, về khoa học, về xã hội, những bằng chứng trái ngược với kinh thánh một cách rất hiển nhiên. Nơi trang 34, mục sư Ruben Auwet cho chúng ta biết là tin lành cấy vào đầu những người trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc hoang mang về đời sống hiện tại, cho những nghịch cảnh xã hội mà họ nghĩ có thể dễ dàng dụ vào trong tin lành, mặc cảm tội lỗi. Và để có thể vào trong cộng đồng tin lành, người tân tòng phải tin rằng mình sinh ra trong tội lỗi. Bởi vì cái bản chất tội lỗi đó, con người không thể làm điều gì tốt. Để thoát ra khỏi cái bản chất tội lỗi đó, con người chỉ có một cách: chấp nhận ông Kitô là đấng cứu chuộc duy nhất và đầy đủ. Và người tin lành phải tin chắc rằng mình sẽ được ông Kitô cứu rỗi, mà thực chất chỉ là một cái bánh vẽ trên trời. Avinashkay, theo mục sư Ringgat, cái công thức này không khuyến khích làm thiện mà chỉ cần cầu phục vụ ông Kitô. Thật vậy, rất mực đạo đức còn thường được coi là một chướng ngại trong sự cải đạo. Nghiên cứu về con người vào trọng của tin lành như thế nào, chúng ta thấy không phải là họ có một ý niệm hay hiểu biết rõ ràng về đạo tin lành. Người tân tòng vào đạo không phải là vì được nghe những điều giảng hấp dẫn về giáo lý của Giê-xu như luật vàng, bài giảng trên núi, đừng lo về tương lai hay tha thứ cho kẻ thù. Những điều này sẽ được nói về sau để củng cố niềm tin của tín đồ. Điều quan trọng để dụ người vào đạo tin lành không phải là Chúa giảng dạy những gì, mà là Chúa là ai. Việc đầu tiên mà tân tòng phải khẳng định là phải tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Và muốn được sự cứu rỗi thì phải hoàn toàn đầu phục Chúa. Những nhà truyền giáo tin lành cho rằng phải cúi đầu phục Chúa, tin Chúa trước, rồi người tân tòng mới có thể hiểu được những giáo lý của Chúa. Lẽ dĩ nhiên, giáo lý của Chúa chẳng qua chỉ là những điều vặt vãnh chọn lọc trong cuốn Bible mà các nhà truyền giáo dùng để mê hoặc tín đồ. Các mục sư có bao giờ giảng những đoạn không thể đọc trong cuốn Bible như mâu thuẫn, tục tiểu, tàn bạo, dâm loạn trong Cựu Ước, hoặc những đoạn chứng tỏ tư cách thấp kém của Giê-xu trong Tân Ước? Để biết thêm chi tiết về tin lành cải đạo, chúng ta hãy đọc thêm một vài đoạn trong Mục Cải Đạo Và Khổ của mục sư Ruben Auwet để thấy rõ tin lành đã lợi dụng những tình trạng khủng hoảng về vật chất và tinh thần của con người như thế nào để kéo họ vào trong vòng mê tín của tin lành. Sự phân tích vấn đề của chúng tôi đưa đến kết luận là kinh nghiệm cải đạo là sự đáp ứng của một tình trạng khủng hoảng. Sự cải đạo giải quyết một ngõ bí tình cảm, đó là tại sao giáo hội phát triển nhanh hơn trong những địa phương ở đó. Những tiến trình xã hội đã gây ra sự khổ, đặc biệt là từ hoàn cảnh ngoài lề xã hội và sự sụp đổ ý nghĩa của cuộc đời. Những địa phương như vậy là ưu tiên số một của các nhà thờ ở địa phương, mà những nỗ lực để tạo nên đời sống trong giáo hội được chú trọng trong những địa phương này. Tôi không nói điều gì mới lạ đối với những người tin lành,
không có sự cải đạo vào Tin Lành. Nếu không có sự khủng hoảng, không có sự cải đạo mà không có sự khổ. Cải đạo là một quá trình mà con người hấp thụ sự khổ thành một ý nghĩa mới của cuộc sống và làm cho nó có ý nghĩa. Có phải là khó hiểu không khi mà vai trò của ông Kitô Giêsu không thể rao giảng được cho những người cảm thấy mình an toàn, hạnh phúc, cho những người cảm thấy đời sống thật đáng sống, cho những người không đang ở trong cơn khủng hoảng? Có phải là kỳ cục không khi mà ông Kitô chỉ có thể trình bày và làm cho có ý nghĩa trong những tình trạng bệnh hoạn, trong đó con người bị nhiễm bởi sự bất an, bởi những xúc cảm xúc tội lỗi và sợ hãi cái chết? Thật ra nhiệm vụ của những nhà truyền bá phúc âm là gì? Nhiệm vụ của họ là gán cho một cơn khủng hoảng những cái tên thần học, trong khi nguồn gốc của nó chỉ là tâm lý xã hội. Nhà truyền bá phúc âm tìm cách khơi động một cơn khủng hoảng mà con người có thể không cảm thấy trước, rồi từ đó, và chỉ từ đó, họ mới có thể tuyên bố ông Kitô là giải đáp. Chúng tôi bắt buộc phải kết luận rằng thế giới chỉ mở chỗ cho ông Kitô khi nó cảm thấy ốm đau, bệnh hoạn. Có một lý do thần học nào để giải thích tại sao sự sợ hãi cái chết lại có những bí tích đặc quyền của sự cứu rỗi? Nói cách khác, kinh nghiệm cải đạo giả định là điểm gặp nhau giữa Thiên Chúa và thế giới, là sự khổ và thống khổ. Có phải là có một cách nhìn thực tại một cách tự mãn trong sự đau khổ tiềm ẩn ở đằng sau giả định như vậy? Tác giả dùng từ sadomasochistic, nghĩa là phối hợp của sadi, thỏa mãn trong sự độc ác, và sanochim, cảm thấy thích thú khi bị trống thống trị hay bị bạc đãi. Về điểm này, Tin Lành không khác gì Cato Roma. Trong cuộc hành hương tại Lộ Đức Luther trước đây, Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã phát biểu là Ngài sẽ chia sẻ sự đau đớn vật chất của các tín đồ và bảo đảm với họ là những sự đau đớn bệnh hoạn của họ là nằm trong kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Một luận điệu bị bợm trắng trợn để ru ngủ những đầu óc thấp kém. Sự khổ được phổ biến thành một dạng ân sủng vì nó mang đến cho kẻ tội lỗi một cơ hội để gặp ông Kitô. Ở đây chúng ta lại thấy Tin Lành và Cato gặp nhau ở điểm này. Thật vậy, một học giả chuyên gia viết tiểu sử Annie Seppa đã sang tận Calcutta và nhiều nơi khác để quan sát, nhưng cơ sở từ thiện của bà Teresa, bà đã viết trong cuốn Mẹ Teresa, ngoài cái hình ảnh đã được dựng lên là công việc từ thiện của bà Teresa không bắt nguồn từ chính lòng từ thiện, mà động cơ thúc đẩy chính là để làm sáng danh ông Kitô. Và để truyền đạo, bà Teresa đã khẳng định rằng công việc từ thiện bà làm là để phục vụ ông Kitô, không phải phục vụ con người. Phục vụ ông Kitô bằng cách kiếm thêm nhiều tín đồ cho ông Kitô, mà những sự đau khổ bất hạnh của con người là những cơ hội để bà làm việc từ thiện, chứng tỏ lòng từ bi của bà. Xin đọc bài Đâu Là Sự Thật trên trang nhà Giao Điểm. Sự khổ càng lớn thì những cơ hội truyền đạo càng nhiều. Có phải chăng điều này hàm ý là giáo hội được đặt trong một vị thế khó hiểu, là thường cầu nguyện cho nhân loại bị khổ nhiều hơn để cho con người có thể chấp nhận thông điệp của giáo hội? Đây là câu hỏi mà Dietrich Bonhoeffer, một nhà thần học Kitô bị chết trong nhà tù của Đức Quốc xã, đặt trước giáo hội. Vậy những nhà biện hộ cho đức tin Kitô, những người mang những tin lành, thực sự đã làm những gì? Họ chứng tỏ cho những người đang ở trong tình trạng an toàn, hài lòng, hạnh phúc, thực ra là chẳng sung sướng gì, tuyệt vọng, và không ý thức được rằng mình đang ở trong tình trạng nghiêm trọng mà mình không biết gì về nó. Từ đó chỉ có họ, nhà truyền bá phúc âm, mới có thể cứu được bất cứ ở nơi nào mà có sự khỏe mạnh, sức sống, sự an toàn, bình dị.
họ dò xét để kiếm những cái trái cây ngọt ngào, những kẻ nhẹ dạ cả tin để gặm nhấm hoặc kiếm chỗ đặt những cái trứng độc hại của họ trong đó. Họ đặt mục tiêu số 1 vào cách đưa con người vào tình trạng tuyệt vọng nội tâm. Và từ đó có những người này sẽ hoàn toàn lệ thuộc họ. Cải đạo theo Tin Lành là một giải đáp cho một vấn nạn đau đớn. Người ta bắt đầu đi từ cải đạo đến một quan điểm về thế giới có tác dụng ngăn ngừa sự tái xuất hiện của kinh nghiệm bất an, tiên khởi. Mục đích của cải đạo là đuổi đi sự sợ hãi. Nếu sự cải đạo đã đủ để chứng minh có thể đuổi đi sự sợ hãi, tâm thức con người sẽ gắn chặt vào kinh nghiệm cải đạo và vào quan điểm mới về thế giới. Đó là tại sao mọi lý luận không có tác dụng ở trình độ này. Chúng ta có thể đưa ra mọi thứ bằng chứng logic khoa học hay bất cứ bằng chứng nào khác để kêu gọi những người cải đạo suy tư về kinh nghiệm cải đạo của họ. Bằng chứng này bị bác bỏ ngay lập tức bởi người tân tông, bởi vì người tân tông sợ phải đối diện lại với một tâm thức bất an như trước. Nơi trang 84 đến trang 85, mục sư Ruben Auwes còn cho chúng ta biết rõ những người tân tông đã cải đạo vào Tin Lành như thế nào và tâm thức của họ bị cộng đồng Tin Lành thay đổi như thế nào để họ có thể được chấp nhận trong hội thánh. Tin Lành đọc xong, đoạn sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tại sao những tín đồ Tin Lành như Trần Long, Lê Anh Huy, Huỳnh Thiên Hồng hay Nguyễn Huệ Nhật v.v. lại như những con vẹt nhắc lại y chang những điều mà họ được truyền dạy trong những cộng đồng Tin Lành. Tình trạng của một kẻ tân tông giống như tình trạng của một đứa trẻ lần đầu tiên đi đến trường học. Họ không biết gì hết, kiến thức sẽ được dàn xếp để truyền cho họ bởi một người tự cho là đã có kiến thức về Tin Lành. Quá trình học tập là một quá trình tập sự tương giao xã hội giữa hai bên, không phải là một sự tương giao tương bình đẳng. Ông thầy và kẻ tập sự, thầy dạy giáo lý và kẻ tân tông học hỏi, không ở cùng một trình độ. Một người là thuộc cấp của người kia, do đó quyền lực nằm trong phương trình này. Những người dạy giáo lý là những người có quyền năng áp đặt những định nghĩa về thực tại của mình. Những kẻ tân tông học hỏi là những người không có quyền giữ những định nghĩa về thực tại của mình. Ngay cả trước khi những kẻ tân tông học hỏi bất cứ điều gì về thế giới, họ được dạy để tự coi mình như là không biết gì. Những kiến thức của họ được để trong dấu ngoặc và được dạy phải nghi ngờ. Họ không được phép viện ra những điều mà họ cho là họ biết để phê bình loại kiến thức mà Hội Thánh muốn chuyển đạt cho họ. Tại sao vậy? Vì kiến thức có trước của họ là tài sản từ các thời kỳ tâm tối và bị đày đọa từ trước. Đầu óc của họ được đưa về tình trạng của những trang giấy trắng. Họ không có gì để nói, nhiệm vụ của họ là nghe. Là những kẻ tập sự và học hỏi, họ phải tuân phục định chế của giáo hội trong yên lặng. Nay họ biết rằng định chế đó có độc quyền về sự hiểu biết tuyệt đối, do đó có độc quyền để nói. Như vậy, trong thế giới Tin Lành, quá trình học hỏi bắt đầu bằng một bài học thuộc loại đặc biệt về mối giao hệ xã hội. Những người dạy giáo lý nói, những kẻ học hỏi ngồi yên. Những người dạy giáo lý giảng dạy, những kẻ học hỏi nhắc lại. Nếu những kẻ học hỏi không biết là mình tin cái gì, như những người giảng dạy tự cho mình là đã biết, họ không đủ tư cách để nói. Đúng là những kẻ tân tông được tự do tỏ lộ tình cảm của mình, nhưng họ không thể nói điều gì về sự hiểu biết của họ. Đó là tại sao loại ngôn ngữ thích hợp của những kẻ tân tông học hỏi là nhắc lại, như sách giáo lý của Tin Lành đã minh họa rõ ràng. Những sách giáo lý là sách đầu tiên để cho những kẻ tân tông tập sự và học hỏi. Chúng chứa những câu hỏi và những câu trả lời viết sẵn. Khi nào thì những kẻ tân tông học hỏi hiểu sách giáo lý của Tin Lành? Khi họ có thể học thuộc lòng những câu trả lời in sẵn trong đó. Sự học hỏi của cộng đồng Tin Lành được định nghĩa theo loại kiến thức đó. Và sự kiểm tra, sự học hỏi của những kẻ tân tông và là có khả năng nhớ và nhắc lại những câu hỏi và câu trả lời trong sách giáo lý.
Theo cách này, tâm thức tập thể của cộng đồng Tin Lành được in vào đầu óc và tâm thức của thành viên. Thế còn vấn đề tự do tìm hiểu thì sao? Thế còn vấn đề tự do những kẻ tăng tòng học hỏi tự mở mang trí tuệ không thể tìm thấy ở đâu trong đạo Tin Lành? Không những những điều trên được Tin Lành áp dụng trong những nơi kém phát triển đối với số người đầu óc yếu kém, ít học, mà còn áp dụng ngay trên nước Mỹ, một nước có thể nói là tân tiến nhất trên thế giới. Một tài liệu trên tờ New York trước đây cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Rất hiếm khi mà các mục sư khuyến khích các tín đồ trong cộng đồng của mình đặt câu hỏi, nghiên cứu, suy nghĩ hay tìm hiểu các đức tin khác bằng một đầu óc cởi mở. Những tư tưởng chính xác đều bị nghi ngờ. Những trí thức, nhất là phụ nữ trí thức, không được đặc biệt hoan nghênh. Trong kinh nghiệm của tôi, các mục sư chỉ muốn mọi người tin, vâng lời và đóng tiền cho nhiều. Mục sư Nguyễn Văn Huệ nói về người Tin Lành: người Tin Lành tin tưởng Thánh Kinh là uy quyền duy nhất và đầy đủ của đức tin. Người Tin Lành chỉ tôn trọng những truyền thống nào của Hội Thánh phù hợp với Kinh Thánh. Người Tin Lành muốn trở về với cội đức tin và hình thức sống đạo theo như Thánh Kinh dẫn, không thêm, không bớt. Nói khác đi, Tin Lành đặt thẩm quyền của cuốn Bible lên trên hết, vì Tin Lành tin rằng cuốn Bible là những lời mặc khải của Thiên Chúa, nên không thể sai lầm. Đó là quan điểm của một mục sư Việt Nam về cuốn Bible. Nhưng tôi có thể nói chắc rằng mục sư Nguyễn Văn Huệ cũng như mọi mục sư tín đồ Tin Lành Việt Nam khác chưa hề đọc cuốn Bible. Khoan nói đến các tín đồ, các mục sư cũng chỉ đọc những đoạn văn vặt vãnh, lạc lõng, ngoại ngữ trong cuốn Bible để dùng trong mục đích truyền đạo, mê hoặc những đầu óc yếu kém chưa biết gì về cuốn Bible. Nhưng đã nói ở trên, tự hỏi các mục sư có bao giờ giảng những đoạn không thể đọc trong cuốn Bible như mâu thuẫn, tục tiểu, tàn bạo, dâm loạn trong Cựu Ước, hoặc những đoạn chứng tỏ tư cách thấp kém của Giê-xu trong Tân Ước? Họ có bao giờ nói về lịch sử tàn bạo của Tin Lành ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Phi Châu, vân vân? Khoa học gia Ira Kadis đã đưa ra một nhận xét rất chính xác như sau: hầu như không có ai thực sự đọc cuốn Thánh Kinh. Cá nhân mà nói, đến ở trên một tín đồ thông thường chắc chắn là có một cuốn Thánh Kinh, có thể là cuốn sách duy nhất mà họ có, nhưng họ không bao giờ đọc nó, đừng nói là đọc cả cuốn. Nếu người thông minh đọc cả cuốn Thánh Kinh với một óc phê phán thì chắc chắn họ sẽ vứt bỏ nó đi. Ara Khadip nói về những người thông minh đọc cuốn Bible: tôi không phải là người thông minh nên tuy tôi đã đọc kỹ cuốn Bible nhưng lại không vứt bỏ nó đi mà dùng nó để nghiên cứu về thực chất của Kitô giáo. Tôi coi cuốn Bible là một cuốn sách hạ đẳng về văn phong, về tâm linh, về đạo đức của dân tộc Do Thái của thời bán khai, và dùng nó để quật ngược lại những ai dám tuyên bố đó là một cuốn thánh thư. Sau đây chúng ta hãy đọc vài vấn nạn của người Kitô giáo nói chung, Tin Lành nói riêng. Mục sư Tin Lành Anne Ringgard nhận định trong cuốn theo đúng như trong sách Kinh Thánh, những thảm họa trong quá khứ và hiện tại gây nên bởi quyền năng Thánh Kinh, trang 21. Những tín đồ Kitô giáo luôn luôn đã phải đương đầu với mối nguy hại thứ nhất: sự thừa nhận những gì viết trong cuốn Thánh Kinh đều đúng. Họ luôn luôn đã phải đương đầu với mối nguy hại thứ hai là không nhận ra được mối nguy hại thứ nhất. Lẽ dĩ nhiên, ở trong tình trạng ấu trĩ của kiến thức làm cho chúng ta suy nghĩ và hành xử như những đứa trẻ, nhưng với quyền lực của người lớn. Như chúng ta sẽ thấy qua kinh nghiệm của quá khứ và hiện tại, một sự trộn lẫn kiến thức ấu trĩ, kiến thức ấu trĩ và quyền lực của người lớn có thể là rất tai hại. Mục sư giải thích sự tai hại và ảnh hưởng của sự tin mù quáng vào cuốn Bible như sau, trang 17. Trải qua nhiều thế kỷ, sự sùng tín Kinh Thánh đã dẫn tín đồ Kitô trong một niềm tin mù quáng, trong sự khủng bố ngược đãi người Do Thái và những người phi Kitô, giết hại và khủng bố áp bức phái nữ, đè nén dục tính, kiểm duyệt, tạo tâm lý tôn sùng và nhiều lầm lạc khác. Những mô thức hành xử có tính cách hủy diệt này
người ta có thể thấy dễ dàng là chúng bắt nguồn từ sự tin và quyền năng tuyệt đối của những điều viết trong Thánh Kinh. Điều hiển nhiên đối với nhiều học giả là cuốn Bible không phải là không có những sai lầm và chắc chắn là không hoàn hảo. Một số đoạn trong cuốn Bible thì kém cỏi về văn phong, sự chính xác lịch sử và cảm ứng tâm linh so với những đoạn khác, và có những đoạn có tính cách lạc dẫn và phản tác dụng đối với thông điệp về tình yêu. Còn gây sốc và gây tranh cãi hơn nữa là những khám phá mới đề nghị rằng cuốn Bible chứa kho thần thoại, những gì đã luôn luôn chấp nhận như là những thực tế lịch sử mà không bàn cãi. Thiên thần sinh ra từ một nữ trinh, từ các thần thánh và sống lại của Giê-xu nay đã đặt thành những nghi vấn. Không lạ gì các tín đồ Kitô giáo từ chối không cho phép ai được đặt nghi vấn trên những gì mà họ coi là chân lý thần linh. Nếu cuốn Bible là lời của God và giáo hội được sáng lập bởi chính con của God, Giê-xu, thì không thể có sự sai lầm nào của giáo hội khi diễn giải cuốn Bible đặt vấn đề này hay thách thức những nền tảng này là phá ngầm giá trị và uy quyền của cuốn Bible, của giáo hội và của Giê-xu. Do đó, không giống như những bộ môn đã trưởng thành, đã vứt bỏ những sự suy tư sai lầm trong cuộc tranh đấu để tìm ra chân lý. Hầu như ở khắp nơi Kitô giáo đều bác bỏ những khám phá của sự tìm hiểu khoa học mà mâu thuẫn với những quan điểm truyền thống về cuốn Bible. Sự xâm nhập những quan điểm mới vào phạm vi riêng biệt của cuốn Bible và giáo hội được coi như là bán bộ thần thánh và do đó không thể chấp nhận được. Đó là khởi đầu của một loại đầu óc lỗi thời, một loại đầu óc cố thủ chống sự thật đặt trên giả định là cuốn Bible chứa những kiến thức chung cùng. Một loại đầu óc tuyên bố rằng những gì mà họ coi là thiêng liêng thì không thể thay đổi được. Một loại đầu óc có uy quyền của mình là chân lý thay vì coi chân lý là uy quyền của mình. Từ chối không coi những thông tin mới như là đồng minh để chống những quan điểm sai lầm của tôn giáo đã giữ những tín đồ Kitô trong khung cảnh tâm linh của thế kỷ 17. Bài lời kết. Vấn đề tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng là vấn đề rất nhạy cảm. Trên nguyên tắc, tôi tuyệt đối tôn trọng quyền của tất cả bất cứ tin vào một tôn giáo nào đó hay không tin. Ngay cả một người mê tín, họ cũng có một quyền nào đó không thể chuyển nhượng. Họ có quyền nuôi dưỡng và theo đuổi những sự đần độn ngu dại của họ chừng nào mà họ thích, chỉ miễn là họ không toan tính dán lên đầu người khác những sự đần độn ngu dại của họ bằng những phương tiện bất chính. Họ có quyền dạy những điều đó cho con cái theo ý của họ, nhưng họ không thể được hưởng quyền miễn nhiễm trước những sự phân tích của những người không có cùng quan điểm như họ. Họ không có quyền đòi hỏi là mọi người phải coi những điều mê tín của họ như là thánh thiên. Họ không có quyền trao giảng những điều họ tin ra đại chúng mà không có sự thách thức của những người không có cùng những quan điểm như họ. Người ta thường hiểu lầm ý nghĩa của sự tự do tôn giáo, coi tự do tôn giáo như là một lĩnh vực được hưởng quyền miễn nhiễm, không những từ sự kiểm soát của chính quyền mà cũng còn từ những quan niệm của đại chúng. Nếu như vậy thì cái mà chúng ta có không phải là tự do tôn giáo mà là một hình thức độc đoán bất khoan nhượng của tôn giáo, không cho phép ai nói gì đến phạm vi riêng của họ. Như vậy thì bất cứ một kẻ ngu đần đến đâu, một khi đã vào trong một hội thánh rồi và vì cái hội thánh đó mà có những hành động phản quốc phi dân tộc, thì cũng không ai có quyền nói gì đến hắn hay hội thánh của hắn sao? Tại sao trong thế giới Tây Phương mà tôn giáo chính là Kitô giáo, chúng ta lại thấy tràn ngập những tác phẩm nghiên cứu phê bình chỉ trích Kitô giáo, từ cuốn Bible đến những lý luận thần học của Kitô giáo, từ lịch sử bảo tàng của Kitô giáo cho đến các thủ đoạn lừa dối quần chúng để vơ vét tài sản từ những giáo hoàng vô đạo đức đến những linh mục như mục sư loạn dâm v.v.
Cũng nhờ những sự kiện trên mà Tây Phương thoát ra khỏi sự thống trị tư tưởng và thế quyền của Kitô giáo. Và cũng vì vậy mà người dân Tây Phương đã tỉnh ngộ, đưa đến sự suy thoái không phương cứu vãn của Kitô giáo ở Tây Phương, mất chỗ đứng ở Tây Phương. Ảnh hưởng Kitô giáo trên chính quyền và trên người dân Tây Phương không còn lại bao nhiêu. Kitô giáo hy vọng có thể gặt hái được những quyền lợi như ở Tây Phương trước đây nơi những cánh đồng phì nhiêu khác. Cho nên đã tập trung nỗ lực cải đạo, thực chất là mang những đồ phế thải của Tây Phương để mê hoặc đầu óc người dân trong những quốc gia tương đối kém phát triển, dân trí tương đối còn thấp. Việt Nam là một trong những quốc gia này. Người Việt Nam chúng ta, trừ một thiểu số còn mê muội, đã biết rõ bản chất của Kitô giáo là như thế nào và sự tác hại của Kitô giáo là như thế nào trong lịch sử nhân loại. Vậy chúng ta phải có đối sách nào để ngăn chặn một tế bào ung thư đang có cơ hội phát triển, tuy chậm chạp nhưng có thể gây ít nhiều nguy hại cho xã hội của chúng ta. Chúng ta đã biết người Kitô giáo, Cato và Tin Lành đã được đào tạo như thế nào, họ đã dạy phải suy nghĩ như thế nào và phải có những trách nhiệm gì một khi họ được nhận vào cái gọi là hội thánh. Họ được dạy phải hăng say đi truyền đạo, kiếm thêm linh hồn cho Chúa của họ với hy vọng sẽ được Chúa đối thương, tha hết tội lỗi của họ và cho họ lên thiên đường, sống một cuộc sống đời đời với Chúa. Lẽ dĩ nhiên là sau khi chết và không biết bao giờ Chúa mới cứu rỗi họ như vậy. Đây là những điều niềm tin nhảm nhí đối với những người có đầu óc, nhưng lại là niềm hy vọng an ủi đối với những người đã bị mê hoặc vào trong cái trồng của Kitô giáo. Họ năng nổ đi cải đạo theo lời giảng dạy lừa dối của bề trên vì họ ngu muội không hề đọc thánh kinh, cho nên không biết rằng Tân Ước đã viết rõ là Giê-xu tin rằng ngày tận thế đã sắp tới ngay khi một số tông đồ của ông ta còn sống. Và ông ta bảo các tông đồ chỉ được đi rao giảng thông điệp ăn năn thống hối trước gót trong cộng đồng Do Thái mà thôi. Cho nên chuyện đi cải đạo khắp nơi trên thế giới chỉ là cái mánh mưu lừa bịp của những tổ chức thế tục nhằm mục đích mê hoặc người dân để vơ vét tài sản và ngự trị trên đám ngu dân. Chúng ta biết như vậy, chúng ta có thể làm gì để vạch trần những bộ mặt gian xảo lừa dối của những người đi dụ dỗ cải đạo? Sau đây tôi đề nghị có một số đối sách tương đối không có gì khó khăn để quý vị tăng ni Phật tử cùng suy nghĩ bổ túc và hoàn thiện đối với sách này. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, trí tuệ phải đứng trên đức tin. Đối sách này đặt trên hai điều căn bản: mở mang chân trí, tinh thần dấn thân của người Phật tử tăng cũng như tục. Mở mang chân trí, chúng ta phải thừa nhận rằng nỗ lực cải đạo của Kitô giáo thành công phần nào là vì trình độ chân trí của những người bị cải đạo tương đối còn thấp. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy Kitô giáo chỉ có thể bị khắc phục khi người dân có trình độ hiểu biết cao và đời sống vật chất thoải mái. Điều này chúng ta thấy rõ ràng ở Tây Phương hơn đâu hết. Qua con đường mở mang chân trí, người dân sẽ biết rõ về bản chất và những sự thật về Kitô giáo nói chung, và từ đó sẽ không còn bị mê hoặc bởi những truyền đạo giả dối che đậy thực chất mê tín, hoang đường, phi lý của Kitô giáo mà ngày nay thế giới Tây Phương đã nhận thức rõ và đang từ bỏ dần dần. Chúng ta cần có một đội ngũ trí thức nắm vững nội dung kinh thánh và lịch sử của các giáo hội Cato và Tin Lành cùng kiến thức thời đại về các bộ môn khoa học để có thể công khai chất vấn các nhà truyền đạo về mọi mặt trong các cuộc giảng đạo hay truyền đạo của họ. Ở trong nhà thờ cũng như trong tư gia, chúng ta nên nhớ người Kitô giáo không sợ tội lỗi, chỉ sợ sự thật. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là đội ngũ trí thức này phải quảng bá phổ biến rộng rãi sự hiểu biết của mình cho đại chúng. B. Tinh thần dấn thân của người Phật tử. Vậy việc tối quan trọng đầu tiên là phải phổ biến thật rộng rãi những tài liệu về Kitô giáo, không những trong các cộng đồng Phật giáo mà còn trong quảng đại quần chúng, kể cả cộng đồng giáo dân Kitô. Những tài liệu này có thể phổ biến dưới nhiều hình thức: sách vở, bài viết ngắn, truyền đơn, tranh ảnh, với điều kiện là những tài liệu này phải trung thực, không được xuyên tạc sai sự thật khi Kitô giáo đã làm đối với Phật giáo, tùy theo sáng kiến của mỗi người.
có nhiều để ngăn chặn cải đạo của Kitô giáo. Hãy mang kinh nền tảng đức tin, kinh Kalama, dán lên cánh cửa nhà thờ Kitô giáo. Nếu ai can đảm, hãy đến dự các buổi lễ trong nhà thờ và đưa ra vài câu hỏi. Với tính cách muốn tìm hiểu đạo, tất cả những hoạt động này cần đến tinh thần dấn thân vô ý của người Phật tử với sự khuyến khích và hỗ trợ của các tăng ni. Hiện nay, việc thu thập kiến thức về mọi mặt của Kitô giáo không phải là chuyện khó. Ngay trên hai trang nhà giao điểm online.com và sách hiếm.net, chúng ta cũng có thể dùng được một số tác phẩm và bài nghiên cứu về Kitô giáo. Vấn đề là làm sao có thể phổ biến những tài liệu đó. Nhưng theo ý tôi, những tài liệu thuộc loại này thích hợp với giới trí thức nghiên cứu hơn là giới đại chúng ở dưới. Những người dân thường cần một số hiểu biết và lý luận đơn giản để có thể tránh được những luận điệu thần học mê hoặc của Kitô giáo. Gần đây trên trang nhà sách hiếm.net, một độc giả có đưa ra một số câu hỏi cho những nhà truyền đạo. Tôi nghĩ những câu hỏi đó có thể rất hữu dụng để đuổi đi những người đi kiếm linh hồn cho Chúa. Tôi mới đọc một bài của Minh Thạnh viết năm 2009 về những thủ đoạn cải đạo của Kitô giáo. Tôi sẽ dựa vào bài đó để đưa ra một số đề nghị để đối phó với tôi, mà tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Tôi cũng đã tìm đọc bài của Minh Tuệ, nhưng tôi cảm thấy tác giả Minh Tuệ tuy có đạo tâm nhưng cái hiểu về Phật giáo có vẻ hơi phiến diện. Ví dụ về pháp môn tịnh độ hay hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải biết rằng những người đi truyền đạo Tin Lành, mục sư hay tín đồ, thực sự chỉ nhắc lại những con vẹt, những điều họ đã bị tẩy não để tin, chứ thực ra họ chẳng hiểu là họ nói những gì. Vậy đối sách hữu hiệu nhất đặt ra là những câu hỏi để họ thấy cái kiến thức yếu kém và niềm tin phi lý của họ về tôn giáo. Tôi xin lấy vài thí dụ dựa trên hai bài viết của Minh Tuệ và Minh Thành. Minh Tuệ: đại loại là lời giảng mà tôi còn nhớ là chú khuyên chúng ta hãy kêu cầu Ngài, vì Ngài sẽ nghe mọi lời nói của chúng ta. Ngài phán: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Hễ xin gì Chúa cho nấy, vì Ngài phán rõ ràng như Ngài sẽ trả lời. Vậy thưa mục sư, tôi đề nghị là chúng ta hãy cầu Ngài để Ngài hiện ra cho chúng ta thấy một lần. Mẹ Teresa sau nhiều năm hăng say đi kiếm linh hồn cho Chúa, cuối cùng phải thú nhận là tìm Chúa chẳng thấy Chúa đâu. Minh Tuệ: tôi đã từng đọc cuốn Thánh Kinh của Tin Lành và rất kinh ngạc trước những trò trừng phạt tàn bạo của một Chúa Trời đầy sân hận. Nhưng khi thuyết giảng thì mục sư chẳng đề cập gì đến những việc làm tàn ác của Chúa Trời, mà đẩy lòng nhân từ của Ngài lên mức tối đa. Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra cho bão, xông vào tường thành, ai nghe mà chẳng kính phục và tri ân Chúa. Ai đây là ai? Thưa mục sư, Việt Nam ta năm nào cũng có bão lụt, người chết. Nếu Chúa đầy lòng nhân từ thì xin Ngài đừng cho bão lụt xảy ra ở Việt Nam. Minh Thành: rút kinh nghiệm những lần trước nói mình đạo Phật thì khách cứ ngồi lì mà rao giảng tin mừng, mãi những lần sau tôi nói dối mình là người vô thần. Đoàn viên học ở Liên Xô về, ngành học liên quan đến công tác tư tưởng bên cạnh là nhà một bác học công an cao cấp. Thế là họ mừng sớm, một tri thức Phật giáo như Minh Thạnh mà phải nói dối để đuổi người truyền đạo đi. Chẳng trách là Tin Lành coi Việt Nam như mảnh vườn hoang để trồng những đồ phế thải của Kitô giáo vào đó. Sao không hỏi là tin mừng đó cho ai? Tại sao con người phải cần đến tin mừng đó? Và số phận những người sinh trước Giê-xu không biết đến tin mừng ra sao? Trước năm 1533, Việt Nam không ai biết đến tin mừng đó.
Ông bà, anh chị đã bao giờ nghe thấy từ một cái bánh vẽ trên trời của mục sư Edwin Ringgard chưa? Ông bà, anh chị có biết là giám mục Tin Lành John Shelby không và linh mục James Cavanaugh điều đòi cho là cứu rỗi chỉ là huyền thoại và vai trò cứu thế của Giêsu cần phải dẹp bỏ không? Minh Thành, đáng lưu ý là trong khi truyền đạo riêng tư tại nhà, nếu biết đối tượng là những người theo đạo Phật, thì những người rao giảng tin mừng chuyển sang nói những chuyện không hay của đạo Phật, miêu tả đạo Phật như một tôn giáo lỗi thời, cổ hủ mê tín. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ có cả kho thông tin về tuệ nạn xã của các chùa, chuyện đời tư, số vị tăng ni, chuyện chia rẽ xung đột trong nội bộ Phật giáo, nhằm chứng minh việc từ bỏ đạo Phật là cần thiết, hợp lý. Cách trình bày của họ là không cường điệu, không bịa đặt những gì có thể kiểm chứng, nhưng đi vào cụ thể chi tiết những gì không thể kiểm chứng. Điều nguy hiểm là họ tự xưng là đã từng là tín đồ đạo Phật, nay đã nhận ra được mình sai lầm nên cải đạo. Giờ tâm sự truyền đạt lại trải nghiệm bản thân để giúp đỡ. Tôi xin phép hỏi ông bà anh chị vài câu: đạo Phật sai lầm hay người theo đạo Phật sai lầm? Ông bà anh chị thử tìm đọc trong Thiên Kinh Vạn Quyển của Phật giáo xem có chỗ nào Đức Phật dạy con người những điều mà ông bà anh chị chỉ trích không? Ông bà anh chị đã đọc cuốn Thánh Kinh chưa? Ông bà anh chị có thấy trong đó đầy những chuyện tàn bạo, giết người hàng loạt, diệt chủng, dâm ô, loạn luân, bất công vân vân không? Ông bà anh chị đã đọc lịch sử Kitô giáo chưa? Tại sao Kitô giáo do chính Chúa thành lập thường tự xưng là thánh thiện, mà ánh sáng của nhân loại là quán quân về công bằng và bác ái, được đưa Thánh Linh hướng dẫn và các tín đồ đều ở trong các hội thánh vân vân, mà lại có thể phạm những tội ác vô tiền khoáng hậu trong suốt 2000 năm nay đối với nhân loại như thánh chiến, tòa án hình sự dị giáo, săn lùng tra tấn và thiêu sống phù thủy, toa rập với thực dân đô hộ, hóa người dân trong những nước kém mở mang, diệt chủng dân da đỏ ở Bắc Mỹ vân vân. Trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật mà ông bà anh chị cho là sai lầm, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá trải dài hơn 2500 năm trước khi Kitô giáo hơn 500 năm. Minh Thạnh, tông phái Tịnh Độ có khái niệm nhân gian Tịnh Độ thì họ cũng trình bày về thiên quốc bây giờ ở đây. Trong đó các tín đồ tương thân tương ái nhau, sẵn sàng giúp đỡ tận tình cho những người gặp khó khăn. Và nếu nó cần tiền thì có ngay một ít, miễn là dẹp bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà đi. Họ dẫn chứng về phúc lợi an sinh xã hội của các nước Bắc Âu, Mỹ mang đến cho người dân như là điều xuất phát từ tư tưởng Tin Lành. Thật là một thiên quốc rõ ràng đến ngay được, vì được giới thiệu bằng các con số đô la trợ cấp. Hãy đặt câu hỏi: thế thì tại sao Kitô giáo lại suy thoái ở toàn thể Âu Châu và ở cả Mỹ? Tại sao ông bà anh chị không làm gì để cứu vãn tình trạng này mà lại đi truyền đạo ở đây làm gì? Bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà có liên quan gì đến tình thân tương ái mà phải dẹp bỏ? Bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà không cho phép con người có tình thương nhân ái lẫn nhau hay sao? Có phải chỉ trong Kitô giáo mới có tình thương nhân ái? Trên đây chỉ vài ý kiến về đổi sách chống cải đạo của Kitô giáo, còn nhiều nữa nhưng không thể trình bày hết trong khuôn khổ của một bài viết như thế này. Chúng tôi hãy bắt tay vào việc, không chỉ nói mà phải làm. Chỉ nói và than phiền thì không mang lại lợi ích gì cho Phật giáo cũng như người dân. Những ý tưởng cần phải thực hiện qua những hành động thực tế, cụ thể. Ngoài những câu hỏi về cụ ước và tân ước, là một độc giả đã đưa lên trang nhà sách hiếm.net, có một số câu hỏi rất đơn giản cho những người truyền đạo Kitô giáo, bậc lãnh đạo cũng như tín đồ, để đo sự hiểu biết của họ về chính tôn giáo của họ. Ông bà anh chị hãy nghĩ sao về sự suy thoái của Kitô giáo ở Âu Châu và Mỹ? Ông bà anh chị nghĩ sao về chính giáo hoàng trong Phao Lò Đệ Nhị, vị chủ chăn của 1 tỷ tín đồ Công giáo, đã khẳng định trước thế giới là chẳng làm gì có thiên đường ở trên các tầng mây? Ông bà anh chị nghĩ sao về chính giáo hoàng trong Phao Lò Đệ Nhị,
cũng đã tuyên bố là chẳng làm gì có hỏa ngục ở dưới lòng đất. Ông bà anh chị hãy nghĩ sao về chính giáo hoàng John Paul đệ nhị đã công nhận thuyết Big Bang là nguồn gốc của vũ trụ. Ông bà anh chị nghĩ sao về chính giáo hoàng John Paul đệ nhị đã công nhận thuyết tiến hóa là nguồn gốc của con người. Ông bà anh chị nghĩ sao về chính giáo hoàng John Paul đệ nhị và bộ tham mưu của ông ta ở Vatican đã chính thức xưng thú tội lỗi trước thế giới bảy núi tội lỗi của Kitô giáo đối với nhân loại. Ông bà anh chị nghĩ sao về chính sách diệt chủng của người dân da đỏ ở Bắc Mỹ của Tin Lành? Ông bà anh chị nghĩ sao về linh mục James Cavanaugh cho rằng cứu rỗi chỉ là một huyền thoại của dân tộc Do Thái trong thời bán khai? Ông bà anh chị nghĩ sao về giám mục Tin Lành John Sebastian đòi phải dẹp bỏ vai trò cứu thế của Giêsu? Anh chị nghĩ sao về kết luận của các nhà học giả Tây Phương nghiên cứu về Chúa Giêsu rằng ông ta chỉ là một người dân thường Do Thái sống với ảo tưởng mình là con của Thiên Chúa? Ông bà anh chị nghĩ sao về Thiên Chúa, nhưng có thể cho tôi biết Thiên Chúa đó là ai, như thế nào, từ đâu mà có, hiện ở đâu, vân vân? Trước khi có một ý niệm rất rõ ràng về Thiên Chúa, tôi không thể đánh giá được những gì ông bà anh chị nói về Thiên Chúa là đúng hay sai để mà tin. Ông bà anh chị có tin là người Việt Nam sẽ được Chúa cứu rỗi không? Chỗ nào trong Tân Ước đã nói như vậy? Còn nhiều nữa, nhưng tôi cho như vậy cũng đã tạm đủ. Chúng tôi ở giao điểm online.com và sách hiếm.net đã bắt tay vào việc giải hoặc Kitô giáo từ nhiều năm nay và phản hồi từ trong nước cho thấy giới sinh viên, học sinh và trí thức người lớn đã nhắm vào những thông tin cần thiết để đối phó với những thủ đoạn cải đạo của Kitô giáo. Nhưng tầng lớp quần chúng vẫn còn chưa biết được nhiều về những thông tin này vì sự phổ biến công khai những tài liệu nghiên cứu nghiêm chỉnh về Kitô giáo đã bị ngăn chặn bởi bức tường đoàn kết, đại đoàn kết một chiều của nhà nước. Và tầng lớp quần chúng này chính là môi trường thích hợp để Kitô giáo len lỏi vào, mê hoặc, gặm nhấm. Chúng tôi hy vọng trong tương lai giới trẻ sẽ tích cực tiếp tay với chúng tôi nhiều hơn nữa, và nhà nước sẽ thoáng hơn nữa để dân tộc Việt Nam có thể ngăn ngừa và cắt đi sự phát triển của một tế bào ác tính đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại lịch sử và nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bài viết của Trần Trung Ngọc trên online, sách hiếm online, giao điểm online, sách hiếm.net. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh để mình có tinh thần làm nhiều hơn, cùng chung tay nhau để nói lên những cái sự thật có dẫn tích, có sử sách, không phải nói càng nói bướng. Mong các bạn nghiên cứu